xin lỗi mình không thể nói được bởi vì chị mình đang ở phòng phía sau. Clip ban đầu bạn mới vừa xem là sản phẩm của một buổi ngủ lại nhà đứa em của mình. Do chỉ có thời gian đúng một buổi sáng để quay clip mà còn phải đi bơi cùng lũ trẻ nên mình chẳng chuẩn bị được gì cả. Cuối cùng thì chỉ làm được đoạn ngắn khoảng 4 giây này mà thôi. Nếu như bạn hứng thú với những gì mình làm và có ý tưởng hay thì mình muốn xin hợp tác cùng bạn thực hiện sản phẩm nào đó hay hay một chút được chứ? Bà, bị cái thôi bài nghe mà. Nhưng mà là cái thằng nó bị giỏi. Lẹ lên, lẹ lên. Rồi, không thích đâu. Dùng đi. Cash, cash. Không có một bài không cash, cash là vô loại gì. Không nghe. Có mà em nghe vậy, nhưng em nghe mấy ngày rồi em xóa, nghe mấy ngày rồi xóa, tại vậy không thích để nhạc nhiều. Và anh ấy vô lớp bài này tao quên bài. I need your love, I need your time. Đừng! Phải điều ấy! Tao cảm nhận được hai cái cục xương á. Anh đừng có nói chuyện điều đó được không? Nói như thế nào? Anh cảm nhận được hai cái đó đó. Trời ơi, mình kiểu mình cảm thấy nó rất là cứng. Xin lỗi là lâu cực. Và đó là anh cảm thấy hai cái đó đó. Cảm thấy nó đau. Sốt. Nó làm chậm chậm rồi. Phải đó là nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Phải đó là nhẹ nhàng chứ. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi chứ mà là chậm. Đừng, anh nói là đừng, đừng dừng lại á. Thôi, không có nói gì đâu.